Xin chào các bạn, đến với chương mình hay mình đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng âm bass cho iPhone từ đời iPhone 6 trở lên và có jailbreak nha các bạn. Ok. Thì đầu tiên các bạn vào cái CD gì mình. Rồi. Sau các bạn bấm vào phần tìm kiếm. Các bạn bấm lên đây. Và bấm lên đây. Các bạn search cho mình là, các bạn đợi một tí để cho nó loát. Các bạn search cho mình là volume. Đây volume boost x3 nhé các bạn, đây volume boost x3. Rồi sau các bạn bấm vào phần điều chỉnh, các bạn bấm vào phần cài đặt cho mình nhé, do mình cài đặt rồi nên là mình sẽ không cài đặt nữa nha các bạn. Rồi cái tiếp theo là các bạn tải dùng mình cái snowball này nha các bạn. Đây mình đã cài này các bạn, đây snowball đây nha các bạn. Các bạn bấm vào điều chỉnh và cài đặt cho mình thôi. Rồi sau các bạn ra ngoài màn hình, các bạn vào phần cài đặt, các bạn vuốt xuống cho mình cái phần snowball này nhé. Đây snowball này, đây này các bạn, phần snowball mà ứng vào. Sau các bạn bấm vào phần select, các bạn bấm enable cho mình nhé, do mình đã enable nó mới hiện disable nha các bạn. Các bạn thoát ra ngoài, các bạn bấm dùng mình cái enable trên đây nữa để cho nó áp dụng nha các bạn. Rồi sau các bạn thoát ra màn hình chính, các bạn vào cái visa cho mình nhé. Visa sẽ bị out net dữ người ta. Visa. Rồi sau các bạn thoát ra. Sau các bạn vào phần library, các bạn cúi xuống, các bạn thấy phần audio thì các bạn ứng vào cho mình nhé. Audio đây. Đây audio. Rồi phần audio. Rồi các bạn bấm vào cho mình cái tuning nhé. Tuning N71. Đây nha các bạn, N71. Ok. Các bạn bấm xuống phần vai này cho mình. Đây, mà ấn vào. Các bạn mở vào phần gót ở mũi tên này nhé. Gót. Rồi các bạn bật này lên. Rồi nó sẽ hiện ra một dãy như thế này. Thì các bạn chỉnh cái phần min ghi suốt Flank này, các bạn giảm xuống cho mình là 45Hz. Các bạn chỉ cần 45 thôi là đủ rồi. Rồi sau cái tới cái phần mod ghi suốt này là 55 nhé các bạn. Còn cái phần này để nguyên cho mình nhé. Phần trên này để nguyên cho mình nhé. Ok. Rồi tiếp tục là cái program ở trên đây. Thì các bạn chỉnh cái ở trên đầu này cho mình thành chính nha các bạn. Chỉnh trên đầu này cho mình thành chính. Rồi sau các bạn phút xuống, các bạn thấy phần down sample gray. Các bạn để 45Hz cho mình nhé. Ok, thì âm bass nó sẽ tăng lên một cách rõ rệt nha các bạn. Mình đã thử nghiệm, mình đã làm rồi. Rồi các bạn thoát ra. Ủa, các bạn bấm lưu. Các bạn bấm lưu, sau các bạn chờ một tí. Rồi các bạn bấm xong là nó sẽ thoát ra ngoài. Rồi tiếp tục. Tiếp tục thì các bạn vào phần tiếp tục thì các bạn vào phần system cho mình nhé. Đây system này nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn vào phần library, bạn vú xuống, các bạn thấy phần framework thì các bạn ứng vào cho mình nhé. Framework đây, framework đây này các bạn, đây framework các bạn ứng vào, các bạn vào phần audio toolbox nhé các bạn. Audio toolbox. Rồi các bạn lật xuống, nếu như các bạn ở vùng Việt Nam á thì các bạn lật xuống, các bạn thấy phần VI là Việt Nam á, các bạn ứng vào đấy. Rồi các bạn ứng vào phần converter setting này nhé các bạn. Các bạn đỡ để dopet 45Hz, normal 45Hz luôn. Còn cái phần win min to này decibel thì các bạn để 45Hz. Còn cái quality này thì các bạn để 45 cho mình luôn nhé. Lúc này mình quên để 45Hz. 45. Rồi sau các bạn thoát ra. Còn cái phần dưới đây cũng là 45 nha các bạn. 45 hết cho mình. Này hát ok. Rồi sau các bạn bấm lưu. Các bạn nhìn kỹ lại nha, 45 hết nha các bạn, 45. 45, 45, 45, 45. Ok. Rồi bấm xong cho mình. Rồi sau các bạn vào phần convert name. Converter name. Rồi sau các bạn thấy sample gate converter thì các bạn ứng vào. Các bạn đổi giá trị cho mình là 45 luôn nhé các bạn. Rồi các bạn bấm lưu. Xong.
Rồi nếu các bạn nào mà ở vùng Pháp á, thì franc FG nhé các bạn. FG nhớ dưới nữa. Đây franc FG. Thì do cái vùng Pháp là cái vùng được tăng hiệu năng á, nên là mình phải chuyển qua vùng Pháp để xài cho nó mượt nha các bạn. Rồi các bạn bấm như cũ thôi. Cái vùng Việt Nam các bạn để sau á, thì cái này cũng để vậy nha các bạn. Giống như cũng giống như hệt nhau à. Đây. Rồi để 45 Hz cho mình nhé. Rồi ok. Cái nào mà có cái phần sam 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 bù gai như thế này nè thì các bạn để 45 thôi. Còn cái phần quality và phần best và phần normal này thì các bạn để 45 Hz, có thêm HDS cho mình nhé. Ok, bạn bấm xong. Các bạn bấm luôn nha. Rồi xong. Rồi tới phần dưới đây cũng vậy luôn nha các bạn, giống nhau hết á. Rồi. Ok, và thế là xong phần tăng bass cho iPhone. Nếu các bạn thấy là hay thì bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok, bye bye các bạn.